tiếp tục đồng hành với cửa hàng xe máy Phương Nam ngày hôm nay. Đó thì trong video này mình sẽ lên giới thiệu cho anh em một mẫu xe của Honda anh em nhá. Dòng này là dòng AB. Đó, AB Lex. Đi sơ xung quanh dàn ngoài form xe trước xong bắt đầu mình sẽ vào phần chi tiết. Con này mang một cái biển số cực kỳ đẹp anh em. 4567 này. Đó, xếp hơi lộn xộn tí thôi. Đó chứ còn đọc là vẫn 4567 anh em nhá. Đó. Xe này được sản xuất và đăng ký từ 2007. Đó. Có vô lên cho anh em một bộ dàn áo form ý rồi. Xe cực kỳ đẹp anh em nhá. Đó, đây anh em này, form ý này. Đó, vành bánh ốc tán lốp chưa, lốp lác là đang còn rất là ok. Máy nổ thì khỏi cần suy nghĩ đấy anh em. Đó, liền là mình mạ chrome luôn đấy nhá. Đó. Máy nổ cực kỳ êm luôn nha anh em. Đó, mọi chức năng hoạt động là không thiếu thứ gì hết anh em. Còi đèn đề xi nha. Đó. Còi này anh em này, đó đèn đề. Vô cho anh em một bộ bóng led rất là sáng luôn. Đó xi nhan này anh em. Đó xi nhan này. Đó xi nhan. Coi đèn đề xi nhan mọi thứ đều hoạt động tốt hết nha anh em nhá. Đó. Anh em nào mà có thiện chí với mẫu form xe 207 này thì anh em cứ để lại cho mình một cái bình luận. Cửa hàng mình thì có hỗ trợ trả góp và có hỗ trợ anh em ship xe 63 tỉnh thành anh em nhá. Với cái dòng tầm tiền xe như thế này anh em không cần đưa trước cho mình 1.000 nào hết nha anh em. Đó, con này thì lanh quanh đâu đấy tầm chưa đến 10 triệu anh em. Có mấy triệu thôi anh em. Đó. Đây, anh em sở hữu nó rồi. Đó, ok anh em nào có thiện chí cứ để lại cho mình cái bình luận nhá. Đó, cảm ơn anh em rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo.